Vâng, đến với video tiếp theo, triển lãm sinh vật cảnh câu lạc bộ Cửu An, Thanh huyện Hải Dương. Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn từ tác phẩm Si. Cây si này chưa có thẻ anh. Đẹp thế mà không có thẻ này. Vâng, số cây đã là hơn 5 giờ chiều. Các anh vẫn tiếp tục chuyển một số xe cây đến để trưng bày. Hai cây si là si của bác Huy. À thế à, chưa thấy treo thẻ mà. Bây giờ bác mới đến là chúng em chưa kịp làm. À rồi rồi rồi, mình giới thiệu là anh Huy rồi. Anh Huy, câu lạc bộ Hành Động Hải Dương. Vâng vâng. Cây này và cây này. Vâng, và độc đáo hơn cả trong cuốn video này đó là cây dâu da. Cây dâu da đâu anh Đề, là xoan lâu à? Xoan lâu chứ không phải dâu da. Xoan lâu của câu lạc bộ Phù Cừ. Cây xoan lâu. À tôi sẽ hỏi xem xoan lâu là loại cây gỗ xoan, nhưng mà nó có đặc điểm gì? À cây xoan lâu cũng chính là cây du gia đấy à? Đúng rồi, cây dâu da đấy, miền Nam gọi cây dâu da. Miền Nam gọi là dâu da. Và đây là những cái tác phẩm của anh em câu lạc bộ Phù Cừ mang đến. Góp vui. Móc cổ lên, móc cổ lên đi. Tác phẩm xanh bonsai của Trần Văn Nhật. Vâng, đây là những cây bonsai mini của anh Nhật. Cả cây này nữa. Một cái bóng rất đẹp. Liên tục là những cây bonsai mini đều là của anh Trần Văn Nhật. Vâng, với hình ảnh của những bóng dáng cây này tôi đã qua ống kính của tôi rồi. Rất đẹp. Đúng không anh? Vâng. Tôi đã quay một lần rồi. Anh biết là quay ở đâu không? Không nhớ là quay ở đâu. Anh có mang về Tân Hương không? Không mang về Tân Hương. Phú Yến 1. Vâng. Thì còn ở trên Phú Yến 1 Hưng Yên đấy. Đúng rồi. Anh trưng bày đấy đúng không? Đúng. À. Bởi vì những cái cây như này tôi quay tôi nhớ mà.
Vâng, chúng ta đến với tác phẩm Xanh Dáng Làng, cũng của anh Trần Văn Nhật. Chúng ta đến với tác phẩm Trân Châu, Giáng Huyền của anh Nguyễn Vũ. Đấy, anh đồng mua ở Ba Giang 180 triệu rồi, mang về đây luôn. Tác phẩm Dưới của anh Phạm Hiếu. Chúng ta đến với một tác phẩm Hải Châu với bóng song siêu cũng rất hay. Cũng của anh Phạm Hiếu. Cây thiết mộc lan. Tác phẩm Cần Thăng.
tác phẩm Duối của Trương Văn Thơm. Tác phẩm Xanh Cổ của câu lạc bộ Phù Cừ. Cây đề trắng của Dương Hồng Đăng. Tác phẩm Xanh Láng Làng của câu lạc bộ Phù Cừ. Chúng ta đến với bệ Danh Danh. Của câu lạc bộ Phù Cừ. Tác phẩm Tùng Giáng Trực của anh Thám Phù Cừ. Và cây tùng tuyết nhìn rất đẹp. Màu cây tùng đẹp quá, màu lá. Kết thúc video này, tôi giới thiệu với các bạn tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Và cũng là thời tiết không cho phép mà tôi lấy hình ảnh nữa. Trời đã quá tối, hơn 5 rưỡi rồi. Tác phẩm Mai Chiếu Thủy, quần thụ của anh cái gì đây, đọc được chữ Hoàng thôi, Khẩn Hoàng à. Và Đỗ Sinh xin dừng cuốn video tại đây. Sáng mai tôi sẽ chia sẻ những hình ảnh của buổi lễ ra mắt câu lạc bộ Sinh Vật Cảnh Cửu An, Thanh Miện, Hải Dương.